phận là con gái chưa một lần đây. Yêu Nguyên thấy em mặt ngủ được luôn á. Sao mà ngủ ghê gì được. Ở vậy? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Chị Hai với chị Tư uống gì em làm cho. Mời đó. Cô bước ra giành móng ngựa. Hả? Ở đây không có vô. Sao vậy? Sao vậy chị? Uống gì đợi muốn? Bây giờ muốn gì? Muốn gì? Muốn gì đâu? Trời ơi, không có cái gì đâu mà Không có cái gì đâu mà xin lỗi em, không có chuyện gì hết. Điều đó là bình thường. Em phải nghe anh nói nè. Không có chuyện gì vậy? Trời ơi, xin lỗi anh em. Anh nhìn lỗi hôm qua giờ chưa đã hay sao? Còn qua đây nữa em mệt mỏi quá rồi. Trời ơi, cô nghĩ sao vậy? Chơi trẻ quá vậy? Hùng phong mỹ tục ở đâu mà dám nói đêm qua chưa đã? Chưa đã là sao? Chưa đã nè. Hả? Cô nghĩ sao cô dụ dỗ chồng tôi? Cái gì dụ dỗ? Hai chị cổ hủ quá. Cổ hủ thời buổi nào rồi đàn ông cũng phải có cái thú vui riêng của mình chứ. Đúng không? Thú vui nữa hả? Trời ơi còn đúng. Đúng hả? Vui cái gì? Hả? Em nói nghe nè, hai chị bớt đi. Đừng có mà sồn lên như vậy nữa. Không sồn. Phải bình tĩnh. Hai chị phải tự coi lại chính bản thân hai chị là hai chị làm gì để hai ảnh phải qua đây với em. Bây giờ tôi hỏi đi. Tôi làm gì mà ông phải qua đây với em? Tôi nói bây giờ bà nghe lời tôi, bây giờ đi về nhà đi chỗ quán sáng ta buôn bán, tự nhiên mở đi mình làm sùm sang ta bán. Không. Trời ơi lo quá ha, lo quán. Lo quán xá luôn ha. Thằng Thiên lắm lớn rồi. Ông nín cho tôi nha. Xúc ông luôn á. Bây giờ nè. Xử thằng Tư trước. Thôi bây giờ về nhà xử đi, đây quán người ta không, mà. Không, tôi xử ở đây để cái con tình địch nó thấy rõ. Đúng rồi. Con nào vậy? Chị nói con là nào? Cô đó là cô nó cô. Cô á. Cô gì vậy? Giả vờ nữa. Hả? Ủa là sao không hiểu luôn á? Là ủa, đang nói gì chuyện gì? Tối qua đi đâu? Hai người. Đứa qua bơi qua bên em nè, đã một đêm luôn. Trời ơi chưa? Nhận quê luôn. Một đêm quá đã đúng không? Đã không? Anh đã không? Đã. Anh đã không? Đã. Đã. Trời ơi, tôi giết cổ tôi mà tôi không mở tù nha, tôi giết con chứ. Trời ơi, bà con coi nè, con tình què nó dụ dỗ chồng tôi. Nó còn kêu qua bên quán nè, đã lắm luôn kìa, trời đất ơi. Bà nói cái gì vậy? Nó mới nói tới kỳ. Đã có nghĩa là hồi tối hôm qua tụi tôi đi uống cà phê coi đá banh. Trời ơi, con đi qua bên đây trời ơi. Hay gì đi em nhắn tất mình đi đá banh hả? Trời ơi, đá banh là một bên 11, đứa 20. Hai đứa nó dành cái bánh cái giữa sân đó. Khoan, hình như mình lố rồi, đá cái gì, nói đá cái gì? Đá banh. Đá banh là đá gì hả? Ừ. Ủa sao nhà ông coi? Nhà có tivi mà. Ở nhà bà dành mà coi cái lương hết trơn rồi. Muốn coi banh thì phải qua bên đây mới có banh để mình coi. Ủa khoan xí cho em hỏi, hồi nãy giờ không phải mình nói về chuyện trái banh hả? Trái banh mà. Chị Tư chị nói chồng ở nhà đi, muốn gì cũng được, mà phải ôm cái truyền hình nó coi cái lương rồi. Đó. Được. Cho nên phải qua đi coi đá banh. Thôi được rồi, im đi. Nó nhiều quá. Ủa chứ nãy giờ hai chị đang nghĩ về chuyện gì vậy ạ? Dạ chị, quán em buôn bán trong sáng trong sạch lắm hai chị ơi. Xin lỗi nghe, nãy giờ hai chị em tôi hiểu lầm. Mà chưa tổn hại gì tới chính mà. Cũng ai có hai ổng hết chứ. Dạ không sao, không sao. Quán em cũng nhiều vụ giống vậy rồi. Được rồi, hên về nha. Trời, nãy giờ làm sùm quá mắc thở quá. Trời ơi. Về để cho chính bán nha. Trời ơi, bà tế nhị quá, bà dễ thương quá à. Chị hai ơi. Mình có lỗi, mình để hai ảnh đi uống cà phê đi, mình về mình làm cơm làm nước. Chị em tôi về nấu đồ ăn, ngồi cho hai anh em nhậu nha. Về cho mình. Đi về cưng. Về nha Chín. Xin lỗi nha Chín. Hai ơi, mình về đi chị. Trời ơi, chị thương quá, chị về nha. Chín. Về. Bà xã về trước nha. Trời ơi, hú hồn anh ơi. Gì mà hàm hồ dữ gì không biết nữa thiệt. Cũng may là còn một chuyện rất đặc biệt mà mấy bà không biết, mấy bà biết là chết chắc luôn á. Vợ em mà biết cả đầu em chọc cái đầu anh luôn á. Hai em yên tâm đi, cái chuyện này chỉ có bà với mình biết thôi. Chuyện gì cho hai đứa tôi biết được không? Vậy chỉ có năm đứa mình biết thôi. Năm đứa thôi. Cái chuyện mà hai ảnh á mê banh hơn mê hai chị đó. Trời ơi. Đứng lại. Ghen gì mà ghen dễ sợ vậy không biết đó. Gì
Trời ơi, thằng ông nội, tao kiếm mày còn hơn là tao đào đất mà tao kiếm vàng nữa. Đừng nói đưa qua đây rủ nhậu nữa nha cha. Ừ. Dạo này nói mày biết nha, thấy gì không? Tao giờ này tập trung làm giàu rồi, tao không có nhậu nữa. Làm giàu hả? Ừ. Mày cuốc vậy mày kiếm vàng hay sao mà làm giàu? Chê còn hơn vàng nữa đó. Bây giờ tao biết là mày đào ao, mày nuôi cá đúng không? Đào ao nuôi cá bình thường, nuôi cá người ta nuôi một con, hai con, ba con, tao đào ao tao thả cá. Mày hiểu không? Cái đàn nè. Bây giờ là có nghĩa là đào ao thả cá là để kinh doanh cá nhiều hơn đúng không? Đúng vậy. Nè mày nhìn thấy, mày nhìn đó. Đó, nguyên cái đầu dài đó. Nè, sắp tới là đào ao bự ra. Thả cá dài bự ra. Ê, tao nói mày nghe nè. Sao cái vụ mà cá gì đó bộ gì rồi mày có tiền dữ lắm hả? Tại cũng vì mày đó. Tại đúng rồi. Đó mày hay, mày gặp tao mày cứ đào xong anh thả cá, cái tình cái nghĩa thì tôi suy nghĩ mày, tôi suy nghĩ. Quay. Vậy là chỉ vì cái câu hát của tao là cái bài hát mà chuyện tình ao cá thôi hả? Ừ. Rồi mày về mày làm tao thì... suy nghĩ mày. Mới đầu tôi suy nghĩ là thằng này nó hát có lý ta. Đào xong anh thả cá. À. Cái về mua mấy cá nhỏ nhỏ đã tính đồ chơi thôi. À. Sao như càng ngày càng đẻ ra. À. Rồi cái tao đào cái ao nhỏ nhỏ, cái thằng cái ao bự. Rồi ơi làm chơi mà ăn thiệt. Ủa là cái mấy cái ao mà đợt trước mày nuôi cho mày nuôi thử hả? Cái nuôi thử nhỏ nhỏ đó thì tính là thả ra chơi coi nó có nhân giống ra bự không ai, nó quá trời luôn. Rồi tự nhiên tao tới đây cái ta hốt hết, tao mua hết luôn. Ủa là tự vụ đó là mày quyết chí là mày đào ao mày nuôi luôn hả? Đào ao nuôi luôn. Ủa đợt đó mày kiếm tiền nhiều không? Đây nè, đợt đó xong rồi tao đào thêm mấy cái ao bự nhỏ hơn này một chút. Ờ. Đó kìa mày nhìn kìa đó. Tao thấy rồi. Không còn một con cá mày thấy không? Rồi lời được nhiêu? Trừ hết tới cái chi phí ăn uống gì nuôi chăm sóc gì lời được 20 mấy triệu. Trời ơi, mới có 2-3 cái ao đó thôi mà lời 20 mấy triệu hả? 20 mấy triệu? Mày biết rồi, ở nông thôn mà 20 mấy triệu lấy gì xài hết. Trời ơi, hèn chứ. Đúng rồi. Sao? Hèn chứ, tao thấy mặt mày lạnh như sáng lên nha. Sáng. Nè. Thôi được rồi ba, mệt quá. Tao tính đổi tên đó. Tên gì? Châu Nhuận Phát. Tao nó phát hoài vậy đó. Thôi khỏi đi. Không được hả? Không được đâu. Tao mày... chưa đổi tên là đổi phong thủy phải không? Nhưng mà mày, tao nói mày nghe nè, mày làm ăn giờ đúng. Đúng không? Bắt đầu mày khuếch trương lên. Mày sau đó mày sẽ làm thành giống như một cái trại mà nuôi cá đó, mày hiểu không? Đúng rồi. Mà thành cái trại, mày để tên là trại bất tập. Chà, nghe tên kỳ. Bất hả? Tao giọng như mặt đi. Có ai đời nào mà đặt cái tên trại trại để nó mà chữ rồi trại nông trại cá. Tên là trại bất tập, bất ông nội mày chứ bất. Mày đổi tên lại. Tên lại phải không? Là trại cá. Trại cá. Đụng có tài. Đụng. Hay vậy. Đó. Đây giống như là đụng cái tài. Đó. Đụng cái tài. Đó, bây giờ nè. Mày ê, nói nghe nè. Mày tính làm thêm bao nhiêu cái ao nữa? Để tính sơ sơ nha. 800 cái thôi. Bao nhiêu? 800 cái thôi. Trời. Mày rồi mày không thuê người là mày làm tới giờ nào mà xong? Trời ơi thuê chi? Mày nè. Sao? Nè mình nói là mình tao cái đầu óc tao là cao siêu lắm. Ừ. Tao làm là tao cái gì đó là không phải tính toán. Không cần tính nữa, nó lé người mà lười kinh doanh mà đó. Nhưng mà bây giờ mày nghĩ coi 800 cái là khoảng bao nhiêu lâu mày xong? 800 tháng. 800 tháng không xong, xong là sao? Thì 800 năm. Tao giả dùng mặt mày giờ á, mày nổ vừa phải má. Khùng bá trợn. Chứ mày nghĩ bây giờ 800 tháng không xong chứ bao nhiêu năm lại 800 năm. Bây giờ vậy nè, nếu mà lợi nhuận vậy đó thì tao đang thất nghiệp. Mày giúp tao đi, giúp cái tài tao nói mày cho hùng vô được không? Bắt tay vô làm liền. Bây giờ tao làm gì giờ? Lên đây lấy cây xúc. Lên phải không? Lên. Mày qua đây. Lên đi. Làm liền. Đó, mày lên, thử lên, mày lên. Thử mày làm tao coi mày làm được không? Có chỗ lên luôn. Rồi lấy chưa? Lấy gì? Lấy cái sẻng. Chi? Xúc. Mày kêu tao lên mà. Tao kêu mày lên lấy cây sẻng, ai kêu mày lên đứng trên đây? Tao nói thiệt mày. Hồi đó giờ mày thấy tao bây giờ có cuốc gì không? Ai kêu mày cuốc thì kêu mày sẻng mà cuốc không được luôn hả? Tao có biết làm đâu. Cuộc đời cuốc cái sẻng mà không làm được mà đòi làm giàu. Chứ bây giờ tao hỏi mày, giờ mày không chỉ là sao tao biết? Đào ao thả cá mới làm giàu được. Tao biết rồi. Rồi bây giờ thí dụ như tao hỏi mày nè. Nếu bây giờ tao phụ mày đi,
Tao phụ mày làm giàu là cái chắc rồi. Bây giờ là tao, tao nói thiệt mày nha, là tại vì tao đang để dành tiền cưới vợ. Mày để dành tiền cưới vợ? Chứ mày có vợ rồi mày bắt tao ở không nhịn mày hả mày? Mà mày làm gì có tiền mà cưới vợ? Chưa chắc à nha. Ê bạn, bà còn thiếu tiền mà đó bạn. À, bà có thể là bạn trả tiền đó cho mình được không bạn? Cái tiền đó thôi mình có đủ để mua sinh lễ đem qua mình dạm ngõ người ta trước đó bạn. Vợ dữ rồi. Lát vợ về kêu vợ đưa. Mày làm gì ghê vậy? Ôi hãnh diện quá, cho vợ giữ mà hãnh diện quá. Nè, tao nói mày nghe nha, mày làm cho cố vô tiền mà mày để cho vợ mày giữ, mày là đồ ngu, ngu lắm luôn. Mày mới là ngu. Cái thằng mà chưa có vợ á, mày dạy đời cái thằng có vợ mày mới là ngu. Nè, người ta có câu nè, đội vợ lên đầu mới là trường sinh bất lão. Đúng rồi, tao thấy rồi. Đó, đó, thấy không? Nè, mà của cải đưa cho vợ mới là gọi là hoàn hảo. Đó, cái tao thích chơi vậy đó. Chỗ này đi dơ quá, trong tao tao quỳ xuống lại mày luôn rồi. Tao lại sống mày luôn. Cái gì đó? Bà nội ơi, con người mày, tao nói thiệt. Tao nói thiệt mày nha, cái chuyện mà mày làm hết bao nhiêu tiền mày đưa cho vợ, vợ đúng không? Ví dụ như mày phải giữ trong người mày vài triệu, thấy không? Mày đi ăn xài với bạn bè, mày có tiền mày trả chứ không thôi tới hồi mỗi lần ăn nhậu với bạn bè hay gì nọ xong cái mày kêu mày trả đi cái gì, tao về tao xin vợ có đẹp mặt không? Có đẹp mặt không? Đẹp. Mày đẹp luôn hả? Đẹp luôn. Trời, mày nhớ cái bà mà hay dẫn mình đi nhậu rồi, tất cả bây giờ tao trả tiền đâu. Cái mai vợ đi ngang qua nó nhậu qua uống nhiều trả. Mày đang ở một cái thế giới này là thế giới gọi là văn minh mà. Chứ đâu phải là thế giới này là thế giới của nữ hoàng đâu. Trời đất ơi mày vừa phải. Nè, tao chơi thân mày tao hiểu, tao không có cười làm gì đâu. Mà mày không biết đâu, cái đám mà nhậu chung mình á, đứa nào cũng cười vô đầu mày hết trơn á. Nó nói trời ơi, cái thằng Tài là cái thằng thiệt á, nó ngu như một con bò. Cái đó là nó nói nha, tụi nó nói nha. Tại vì nó ghen ăn tức ở tao, nó thấy vợ tao đẹp giỏi giang nó ghen thôi. Thôi, không cần nói gì chuyện đó. Nhưng mà tao nói mày, khẳng định cho mày một điều là nếu như mày giao tiền hết cho vợ mày giữ á, như vậy là không ổn. Mày phải tính tới một cái ngày nào đó nó bỏ mày là sao. Mày mất cười quá. Tự nhiên tính, nói cũng sai tao. Sao? Mà tại vì tao thấy nhu cầu tao nó cũng quá cao. Tao chỉ là thích ăn ngon thôi. Mà vợ tao là tao thích món gì là nó đi mua món đó, thích món gì là mua món đó, vậy đủ rồi. Ê mày nói giỏi mày. Sao? Tao là chỉ biết đào ao thả cá. Còn chị bán cá tao đâu biết. Không, tao công nhận là con vợ mày đã lành. Mối lái đó. Với lại mày làm như có tay nuôi cá. Ngộ nha. Ở nguyên ở trong cái làng này ai nuôi cá là chết rồi, ngất ngang ngất ngưỡng. Mà sao mình vợ chồng mày nuôi cái gì không biết mà con nào nấy mập như mày vậy đó. Mày đang mập như cái bắp tay mày. Mày đang nuôi cái mập hay sao mập? Ừ. Nè, chính vì điều đó tao nói công nhận con vợ mày nó hay. Không biết nó quan hệ sao mà cứ mỗi lần mà tới cái vụ cá cái nó chỉ cần đi đâu một cái là nó gặp ai không biết, là tao lợi tao mua hết trơn. Trong khi ở đây là ta lại không bán được vậy. Ê, sao? Giúp tao làm ăn với. Chuyện nhỏ. Rồi tới vụ mà cưới vợ mà nhớ làm rể phụ nghe, đợt tao làm rể phụ cho mày ra, bây giờ mày làm rể phụ. Vợ rồi cũng làm rể phụ được hả? Sao không được? Thời buổi hiện đại rồi. Hiện đại rồi. Đúng rồi. Không quan tâm. Ê, không? Vợ tao, tao nghĩ vợ tao có số dưỡng phu mày. Dưỡng phu? Gì? Dưỡng phu. Dưỡng phu là gì? Là giúp cho chồng thịnh dưỡng á, mà chồng mày không có đi học hả? Tao lấy dép tao tán mặt mày giờ á. Mày học chung với tao, mày có gia đình mày lo cho mày, mày học được tới lớp 6, tao học mới có lớp 4, chưa hết được lớp 4 tao nghỉ rồi, mày hỏi tao không có học qua mày hả? Ủa nói vậy là mày chưa tốt nghiệp tiểu học luôn hả? Tao xin lỗi, tao quên. Rồi bây giờ không nói vậy mày. Ừ. Vô chỉ tao cứu phụ nè. Ê phụ nha. Sao? Phụ là có công đàng hoàng nha, chứ không phải coi ấy chơi đâu nha. Tao tự nhiên làm xong 800 ao của nó không có. Ơ bạn ơi, bạn giúp mình thôi là chết luôn á. Ê, mặc dù là trả công nhưng mà ngày hôm nay là không có tính. Tại sao? Hôm nay là thử việc. Vậy vậy? Gì vậy là sao? Công ty người ta vô cũng phải thử việc thì mày cũng phải thử việc. Thử việc? Ừ. Trời luôn. Mày ơi. Mai ơi. Ê, vô quán kêu Mai ơi, rồi rút cuộc không uống nước gì luôn. Tăng lực đi, tăng lực mà. Cái gì? Cho lon nước tăng lực. Mà thì mới nói mà lon nước tăng lực đi. Đang mệt mà cứ chọc quạo hoài. Mai ơi, mày cho tao may mắn luôn đi. Làm xong trúng được mấy vụ cho tao giàu lên rồi tao cưới vợ đi. Nè. Ơi. Khoan. Dạ. Bộ mất sức dữ lắm hay sao? Mà phải tạo lực. Đúng rồi. Trời đất ơi, từ sáng đến tối mà làm sao mà không mất sức trời. Bởi vậy ta nói tuổi trẻ đừng có phí sức quá, hiểu không?
đặng về già còn có sức khỏe. Muốn làm gì? Làm thì đừng có chiều chuộng bạn gái quá, không có nên. Mình còn nhiều việc để làm lắm. Trời ơi, sao ơi, sao nghĩ sao giờ này mà còn sức cái chuyện gì? Con đang đào ao thả cá, con làm chung với Tài á. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Làm chung với Tài ha. Dạ. Tội nghiệp Tài, hôm nay tao thấy nó đen mà nó xấu. Ê, mà được cái vợ nó đẹp mày. Thì đúng rồi. Trời đất ơi, hai vợ chồng nói vừa rồi mới làm con. Thằng Tài nó còn nói với con nghe. Nó nói là nó nuôi chơi xong mà nó trúng thiệt. Mới đầu là nó nói là nó thả cá là cái gì ta? Cái gì? À, nó thả cá là để cho vợ chồng nó ngắm chơi thôi. Trời. Rồi không biết sao mà cá đẻ, nó đẻ ra xong rồi tự nhiên cái tới đúng tuổi cái là tự nhiên cái là bắt đầu là cái con có lái tới. Lái tới mua hết trơn. Mà nó nói sơ sơ thôi nghe. Sao? Nó nói sơ sơ xong hết tính hết chi phí mà tiền mà đồ ăn cho cá nè. Rồi tiền này nọ tùm lum lá tiền vận chuyển cái gì là nó hết luôn. Tức là trong cái vụ đó không ảnh lời 20 mấy triệu. Bây giờ là nó đòi đào tới 800 cái ao. Trời ơi, nó đào nổi không? Thì tất nhiên là nó không có kêu thợ. Một mình nó nai lưng rái. Bữa nay mà tám mà nhìn nó chắc nhìn không ra đâu. Bữa nay nó đứng lưng nó gù vậy. Vậy hả? Như con rùa vậy. Tại nó đứng nó cong, nó khơm khơm, nó cài, nó đào đó. Bây giờ nó thấy con, cái con mới nói là thôi mày cho tao làm đi. Tao qua làm công cho mày cũng được. Nhưng mà làm công là phải trả tiền. Sao? Không biết là trả công được hay không. Chứ con thấy con cài cuốc từ sáng giờ tay chân con nó ra nè. Trời ơi, trai sao? Ủa, trời. Vậy? Đau. Trời ơi, tay tao đụng vô là đau nè, cầm cái cuốc không đau à? Cầm cả ngày không đau. Thôi được rồi, mà sợ là nó không có đưa tiền sòng phẳng đúng không? Không phải không sòng phẳng, con không biết là nó đưa nhiều không. Thí dụ như nguyên ngày là được 200 ngàn đi, đưa còn 100 ngàn, lấy gì xài? Bạn bè mới đa nghi quá. Tao thấy thằng Tài tánh nó cũng được, mà con vợ nó giờ này ngon mà. Tao nói tiền vô. Tao nói cá ra bao nhiêu là có lái tới lấy hết, mà lái mối nha, mối tới lấy đàng hoàng. Hôm nay con nhỏ nó đẹp ơi là đẹp luôn. Tiền vũa ra người mà. Thì đó. Dạ. Ok, ai tới vậy? Khách. Ui. Ơi, con. Sao? Như cũ. Ừ. Hay quá. Niên khỏe niên. Có tiền để đâu? Còn đúng 10 ngàn. Ra ngoài lộ mua hộp cơm nữa nghe. Cơm tí. Ê, lấy tiền sao? Thông cảm cho Sáu nha, mới hết bọc nay rồi. Dạ, đã. Rồi. Cảm ơn Sáu nghe. Ngày mới ghé mua nữa nha. Trời, mối. Đẹp ơi, nhỏ đẹp. Đi Vĩnh Hiền. Ừ, tụi con đi nha. Dạ. Con là vợ của ông Tài. Ừ, thì con vợ ông Tài đó, hôm nay đẹp quá trời luôn à. Con vợ của ông Tài. Nó đi chung với thằng con trai. Con vợ của thằng Tài. Nó đi chung với cái thằng này là mối mua cá đó. Mối này là mối quen nha. Mà hôm nay là tụi nó đi sớm đó. Ngày nào cũng ghé ngang mua hai chai nước rồi đi gấp hết. Có bữa đeo khẩu trang che kín cái mặt luôn. Hôm nay chắc bị quên á. Rồi có bữa tao thấy là nó đi về phía lắm. Ngày nào cũng đi hả? Ngày nào cũng đi. Vậy là thằng... cái thằng Tài khùng này chuẩn bị mất vợ nè. Ghê mày. Chứ còn gì nữa. Sáu nói là tụi nó đi chung với nhau đúng không? Có khi là tới rất là khuya phải không? Thì hôm bữa tao dẹp quán rồi, tao nghe chó sủa sùm hết. Cái tao nhìn ra tao thấy hai đứa tụi nó đi chung. Chết rồi. Thằng Tài sắp mất vợ. Ê. Ủa thằng Tài mất vợ, cái tự nhiên cái tao mất luôn lòng nước vậy? Biết con là nói không nữa. Giờ sao đây? Chồng ơi, ngó nhà em đi đó nha. Nhớ mua cá lóc về cơ tộn nha. Rồi, nghe rồi. Cá bự bự ha. Rồi. Thương quá. Đi làm về khuya đến sáng. Vậy đó mà giờ kêu đi mua món gì về là mua món đó. Vợ hiền. Hiền không?
Trời ơi, xuất hiện như ma vậy ông nội. Ma gì? Ma, tao ma hay vợ mày ma? Vợ mày đi nữa rồi đúng không? Ăn nói tụi mày bà. Tắt bây giờ. Vợ người ta mà kêu ma. Mày tán tao đi, sau này có chuyện gì đừng có kêu giúp tao với nha. Vợ tao nói cho mày nghe nha, tội nghiệp lắm mày biết không? Tối hôm qua đi tới 3 giờ sáng đúng không? Đúng rồi. Đó, tại sao tao biết? Mà nó đi đâu? Đi thu mua cá gì đâu ông nội. Mà đi thu mua với ai? Thì đi thu mua với khách hàng thu cá chứ sao? Đó, bởi vậy mày ngu lắm. Nhìn cái mặt mày là đẹp trai vậy nè. Cao ráo nhưng mà cái não mày nó chút chút bét à. Chút bét cái mày mới chút bét á. Mày á, để coi ai à nha. Nè, mày có nghe cái bài hát không? Bài hát sao? Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nạn ơi, nạn vui con cá quẩy đuôi, con cá lơn rồi thằng kia nó hốt giùm luôn. Đúng rồi, khách hàng thu mua thì nó hốt đem đi bán chứ sao. Đúng rồi. Thôi không, nó không hốt lấy ai đâu mà mua, không mua lấy gì có tiền. Mày tức giận như mặt bây giờ nói bạn bè đã thông minh cho mày. Mày nè, mày sau này mày là cái thằng mà sẽ cảm ơn tao rất nhiều. Tại vì sao? Mày đang chuẩn bị mất vợ. Làm gì mất vợ? Mày tặng đi. Làm gì mất vợ? Nè, tao thương mày, tao mới nói cho mày nghe. Đối tác hả? Đúng không? Mày nói đi chung với đối tác đúng không? Cái thằng đó nó đang thả câu để bắt cá. Thì đúng rồi. Đúng sao? Đối tác nhiều khi xuống phụ vợ tao nè, giống như là cá nhiều quá thì nó phải giúp đi kéo lên, nó đưa vô hàng đem đi chứ. Đúng rồi. Nó đang kéo con cá đó, nó phụ kéo con cá đó, con cá nó bự lắm mày. Nó kéo con cá đó hình như là 50kg đó, cỡ cân vợ mày đó. Bộ cá quỷ ha, 50kg? Đúng rồi, vợ mày là quỷ, đúng rồi, nó kéo vợ mày lên cho con gì nữa. Ê mày nha, mày đừng có nghĩ là bạn bè thân thông dám tát mày nha. Mày mới là cái thằng mà ngu nhất trên cuộc sống này á. Tao nói thẳng mày nghe luôn á. Chỗ bạn bè chơi thân với nhau hồi đó giờ tao có giờ mà tao nói thêm nó bớt cái gì chưa. Nhưng mà tao nói thẳng lại một lần nữa là mày đang chuẩn bị mất vợ. Làm gì mất vợ? Mất vợ là sao? Mất vợ là cái thằng mà là đối tác vậy đó, là cái thằng đó là cái thằng mà câu cá, là nó câu vợ mày đó. Nó câu vợ mày, mày chuẩn bị mất vợ. Ôi, tao đâu có sợ. Nè, ao cá nhà tao nhiều cá lắm. Đó, câu không biết gì là mới hết. Đó, giờ tao mày không tin tao mày đi ra coi nè. Coi gì? Ủa, mày làm công cho vợ tao mày phải biết chứ. Thì đó, tao làm công cho vợ mày đó, tới nay nó chưa tao đụng bạc nào trơn á, chưa đưa gì tao. Thôi khỏi đi, được rồi, cái đó tao tính sao với vợ mày. Tao chịu chơi lắm, nhưng cái quan trọng là gì? Hạnh phúc của mày là trên hết. Bây giờ mày dám cá đâu không? Mày dám cá đâu không? Mày dám cá tao nếu trong vòng khoảng chừng mà nửa tháng nữa thôi mà con vợ mày không bị á về tay con thằng đó đó, tao làm con mày. Ôi, tự nhiên mày làm con tao chi? Ai nuôi nổi mày? Cái tướng mày ăn chà bá luôn, ai mà nuôi nổi mày? Mày muốn cá đúng không? Nếu như tao mà mất vợ á, là mày làm công không cho tao 3 năm. Mày dám không? Bữa nay tao thấy mày bắt đầu nó nổi ra nhiều cái thủ đoạn lắm rồi nha. Thủ đoạn gì mày phải nói là tao thông minh. Thông minh hả? Thông minh đúng thời điểm. Thông minh đúng thời điểm phải không? Được. Cá mày. Cái gì từ từ nói chuyện nghe không anh? Đi. Mày không có la ông sùm nữa mày. Đi đâu mới được? Đi vô đây. Im lặng. Ui da trời ơi. Mày giật cái dây tao té sao nè. Ui da. Mày đứng ra ngoài coi. Mày cà chớn hả? Đây là ở đâu? Mày chỉ biết ở đây là cái chỗ đồng không mong quạnh. Tao lôi mày ra đây để tao hỏi tội mày. Tôi mắc tội gì mà hỏi? Tôi ngồi ngoài quán của Sáu. Mày im không? Mày im không? Tự dưng bắt tôi là sao? Bắt mày là hên á, nghe. Tao hỏi mày nè, tại sao người ta đã đào ao thả cá đúng mà mày vẫn đi hốt con cá của người ta? Ủa, tôi là người đi thu mua cá mà. Thu bỏ mày chứ thu. Mày thu cái gì mày tới 3-4 giờ sáng hả? Rồi thu xong mày hốt con cá 50kg của tao luôn hả? Là sao mấy người nhầm lẫn? Là mày hốt vợ của người ta đó. Tôi hốt mà nào, bằng chứng đâu? Đó, mày thấy chưa? Đây nè, mày thấy chưa? Có thằng nào mà đi ngoại tình mà nó lại nó dạ anh ơi trời ơi, em chở vợ của anh để đi dụng trộm, có thằng nào không? Có thằng nào ngu vậy không? Nè, nhớ anh nhầm lẫn rồi nha. Tôi không có làm gì hết á. Dừng tay lại. Ê, giống như cái tiếng này tiếng cá của tao của người ta. Trời ơi, nó khỏi, nó bò tới luôn rồi kìa. Thả người ta ra coi, làm gì vậy? Hả? Có sao không anh? Không bỏ được. Bỏ sắp chết rồi chứ sao? Mày thấy cháu rồi.
Thấy chưa? Bỏ ra. Đâu có thèm nhìn ta đâu, còn gỡ, còn gỡ giùm đó. Trời ơi. Anh đó, tôi chưa nói anh là Mai rồi đó nha. Đây đứng nha bà mày. Làm gì nói tôi? Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Trói người ta làm gì cho người ta để giữa đêm giữa hôm vậy hả? Cái gì nữa? Nó dám cướp nàng tiên cá của tôi mà. Cướp nàng tiên cá cái gì? Anh có biết câu chuyện đầu đuôi sao chưa? Đây, anh đây, đây đây, không cần biết câu chuyện đầu tiên gì hết ha. Còn tôi, đây là chuyện này là tôi bài đó đó. Là vì sao? Là tại vì tôi thương bạn tôi. Đúng. Nó là một cái thằng là gì? Nhắc lại chuyện cái ao, lòng tôi bỗng thấy nao nao. Cái ao uổng công anh là sao? Thôi thôi thôi, mệt quá. Anh không có biết cái gì hết trơn anh đó nha. Anh là cái người đốt nhà tôi đó nha. Nha. À, nếu có đốt nhà đó, mà có đốt nhà đó thì cũng giúp cho bạn tôi sáng mắt ra. Trời để thấy cô là con vợ không nên nết. Trời đất ơi, ủa không nên nết chỗ nào? Là cô á, là cô bị thằng này nó cấm câu nè. Không, cô bỏ đàn chồng cô, tôi đi theo thằng này tới 3-4 sáng tôi đi đâu. Mày hỏi đi chứ, tao đâu phải vợ nè. Đúng rồi, đi đâu đi đâu mà tới 3-4 giờ sáng. Mày, mày chở đi đâu mày? Anh nói bậy bạ vậy, tôi là người đi thu mua cá thôi. Mày nãy giờ mày có một câu một thu mua cá à. Mà mày khôn quá, mua cá 100 mày ra mày không lấy, mày lấy 1 cái 50 ký. Đây nè, tôi là vợ anh, có chuyện gì sao anh không hỏi tôi mà anh phải làm cái chuyện này hả? Anh tin bạn anh không tin vợ anh luôn hả? Chia tay đi. Chia tay? Dám nói chia tay à? Chia tay thì chia tay. Mày đừng có buồn. Nếu mà tao là mày mà nói câu đó là tao chia tay liền. Chia tay luôn. Ngoại tình mình mà đặt hù tôi hả? Hù tôi. Chia tay thiệt luôn. Chia tay thiệt đó. Không có, hỏi là làm hết rồi mày. Mày chia tay đi, tại vì mày đúng mà. Tôi đúng mà. Chia tay luôn. Chia tay luôn. Thôi nha. Hả? Đủ rồi nha, tôi không có hỏi anh nha. Mày đừng có hỏi tao nữa, tao rối. Nè nha, cái chuyện này không có liên quan tới tôi. Tự dưng lâu tôi ra đây rồi chối tôi, rồi đánh đập tôi, tra tấn tôi là sao giờ? Đi lên công an à? Cái gì công an? Làm gì phải đi công an? Tôi có làm gì đâu, tôi đi thu mua cá rồi tự dưng lâu tôi ra đây. Nè, mày đang vi phạm luật hôn nhân nha. Người ta là hoa đâu có chủ. Nè, có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng. Mày sọt cái đầu mày vô cả mày, cái mày nè, cái anh gì? Nha, ăn nói hàm hồ nha. Anh không có biết cái gì hết trơn, anh đừng có xí vô. Còn anh nữa, anh thắc mắc cái gì anh phải hỏi em nè. Anh có biết đây là ai không? Ai biết cái gì, câu cá gì, gì đó. Anh họ của em đó. Anh họ đó. Nhắc lại chuyện cái ao. Ông không vô nói sớm đi. Sao nói được? Mấy người chùm đầu chối tay tôi vậy sao tôi nói? Ông từ đầu đến cuối ông cứ tôi là người thu mua cá. Tôi là người thu mua cá. Thì tôi là người thu mua cá. Thì ảnh là cái người thu mua cá. Ảnh chở em đi nè. Đó. Anh chở em đi thu mua cá nè, kiếm tiền đây nè. Người ta đi kiếm tiền mà mới nói. Anh họ, anh đừng giận. Tại vì cái này thật ra là chuyện của bên gia đình. Tôi thì... Ông mới vừa đánh tôi luôn á. Không. Tại vì sao? Nếu mà anh có bạn như vậy, anh cũng sẽ bảo vệ bạn. Đúng không? Bây giờ cái chuyện gia đình mình đây nè, đây là gì, đây là anh họ đúng không? Gì nữa? Anh họ thì đây là kêu bằng em họ, còn đây là thằng em rể đúng không? Chuyện không liên quan đến tôi thôi. Ê, mày bày ra sao mày rồi bây giờ mày vô trách nhiệm mày đi vậy là sao mày? Đừng có đây. Ê cái gì nè, thôi giờ chuyện vợ chồng giải quyết đi, tôi đi luôn đây. Ủa trời, từ nè, cái gì từ từ nói, từ đi em giải thích cho đây nè. Giải thích gì hết á? Còn anh nữa, anh vừa phải thôi. Em thấy anh mấy ngày nay ha, đi từ sáng đến tối mịt mới về, đào ao thả cá, riết là không quan tâm gì tới em luôn. Nhờ anh họ của em á, chở em đi nè, thu mua cá mới kiếm tiền được đó. Ai biết đâu, ai nào biết, ai nào hay, không kể đâu biết. Tự nhiên thấy ngày nào cũng đi 3-4 giờ sáng rồi sáng sớm đi nữa đâu biết gì đâu. Bây giờ anh muốn banh gia đình không? Anh muốn phá nát gia đình không? Tôi phá nát cho anh coi nè. Không có gì đâu, có gì, cái gì cũng có cách để giải quyết mà. Được rồi, để tôi đi giải thích cho anh họ cho. Lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mù anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung mình. Khóc than riêng em một mình, cây xanh lá xanh xây mù cho anh. Tình đầu bè bàng trong cơn chiến tranh, đưa tiếng nào hay rẽ chia, cách trở hận muôn đời, nói nữa chi thêm em lời.
chưa, bà cười lên bà con ơi, bà cười, bà cười lên nhiều nhiều lên. Cảm ơn bà con nhiều nha. Chia sẻ nha, trời ơi, gần 200 rồi. Bà con nhớ chia sẻ nha. Làm sao cho quỹ từ thiện của ấp dừa nước của mình đó là nổi bật lên nha. Vì càng nhiều càng tốt nha, nhớ chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Vô cổ đi, vô cổ đi. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường đà thọ tiên, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Hey, giọng ca nát thiệt ra. Lai lên gần 300 rồi nè. Cảm ơn, cảm ơn nha bà con. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Tôi nói hai ông anh tôi qua đây sớm dễ sợ, tôi tự làm nước uống luôn hay thiệt chứ. Thôi, chào bà con nha. Cái buổi live stream bữa nay là lại tạm dừng. Hẹn lại buổi chiều live stream tiếp nha, buổi chiều. Trời ơi, trực tiếp vậy luôn ha. Live stream mà. Ủa mà trực tiếp chuyện gì anh? Trời đất ơi, gây quỹ từ thiện. Live stream đó, để bà con người ta đóng góp vô, để mình giúp đỡ cho những căn hộ còn khó khăn á. Đúng ra có một số ấp mình cũng có một số gia đình cũng khá giả đã ủng hộ, như gia đình của bà Loan nè, ông Quy nè, cha Nhã nè, đó là cũng khó khăn đó, đã ủng hộ vô để mình giúp đỡ cho bà con còn nghèo, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no cô ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ý là vậy là làm đó có quỹ từ thiện. Đang giúp cho mấy người khó khăn. Ủa rồi liên quan gì tới tôi? Cô Tư cũng phải ủng hộ vô để cho lấy cái phong trào cho bà con. Ta thấy cô Tư đang ta tiếp tục ta vô ta ủng hộ nữa. Đúng không. Rồi. Tôi qua live stream ở đây quán này vậy đó. Chứ mốt ta thấy là quán cô Tư người ta cũng lời ta ăn vậy. Ủng hộ vậy nè, ý là giới thiệu cho tôi. Rồi kêu tôi quyên góp để ủng hộ lại. Đúng không? Giống như là quảng cáo giùm tôi vậy đó. Nhưng mà tôi nói hai anh nghe nè. Bản thân nhà tôi đó là mẹ quá con coi, bán ngày nào xào ngày đó chứ không có dư giả gì hết trơn á. Tự nhiên cái tôi đi giúp cho người ta. Nó nghe. Nếu mà tôi là mấy cái người được giúp á thì nói thiệt, mỗi người cho tôi vài triệu xin lỗi nha. Tự nhiên cái tôi ước tôi khó khăn hoài, tôi nghèo hoài để tôi lấy cái tiền đó. Mệt quá. Ai muốn làm gì làm, không liên quan tới tôi. Cô Tư nói vậy chứ ai làm gì kỳ với cô Tư. Người ta khó khăn thiệt, mình cũng đã trong ấp tôi đã biết cái căn hộ nào khó khăn rồi. Đúng rồi. Nó nghe nè. Bà nói vậy đó chứ cái lòng dạ bà không vậy đâu. Tốt lắm, hiểu không? Không có à. Từ khuyên nhủ. Khỏi luôn đi à. Thấy vậy chứ mập nè, mà lòng dạ hẹp hòi lắm, mỡ nó ép nó chèn hết rồi. Không có rảnh giúp ai đâu. Kiếu à. Bà này bữa nay bà bị gì, bà ăn trúng cái gì không? Bà lên cơn hoài à. Thôi. Thuyết phục thôi, đi ra thuyết phục á. Bây giờ tôi đi họp chút. Ông ở đây nghe. Cố gắng thuyết phục bà. Để tôi, trời, cái bà này mới để tôi. Phải có cái tên bà đây nè. Thì bà con người ta mới... Chứ sao? Ủng hộ theo. Nha. Đúng rồi. Rồi tôi đi trước nha. Đi, để ai đây tôi thuyết phục bà cho. Tư ơi! Làm gì vô nhà chứ vậy, ra nói chuyện chơi chút đi. Ơi! Cái gì? Ủa mất hết người rồi. Đi họp rồi. Đi họp hả? Anh biết tôi vô trọng làm gì không? Làm gì? Ôi tôi xua mấy con quỷ gà nó đi chỗ khác đi. Gà không phải gà nhà tôi. Tôi nói ba cái con gà ở đâu á, nó bu lợi ngày nào. Cái tôi thấy dưới sàn nhà tôi nó có cái thóc dư á, cái nó ăn. Tôi thấy tội nghiệp, tôi rải tròn mớ. Ăn quen nhìn không quen. Đó, kêu anh nổi kìa, thấy không? Đó là từ thiện đó. Từ thiện? Cái lòng vị tha đó. Cái lòng tốt của con người là vậy đó. Trời ơi, tôi đâu có biết cái vụ đó đâu. Cho nó ăn tức là mình từ thiện. Không phải là gà mình mà. À. Thì cũng như người ta vậy. Người ta đó, tôi nói thiệt với cô Tư á, tại cô Tư nhìn lên không à. Đừng nhìn lên. Nhìn xuống đi. Cát không? Không phải. Chứ cái gì? Ý nói á, là cô nhìn xuống á, cô thấy còn có nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn. Chẳng hạn như mấy đứa nhỏ nè. Nó không được đi học. Thấy không? Rồi mấy người lớn tuổi á thì ta bán vé số. Rồi có nhiều hoàn cảnh nữa đó, thí dụ như là công nhân á,
vợ mới xa chồng, chồng xa vợ. Người thì làm ở Sài Gòn, người làm ở Chợ Lớn, ví dụ vậy. Rồi cái bỏ con ở nhà nè, rồi ông bà nuôi. Thậm chí tới lúc mà ông bà mất đi đó là hai vợ chồng chưa về. Vậy đó hả? Coi như là họ là chức nữ ngu lan. Thì thường quá trời luôn. Đây tôi nói anh nghe. Nãy giờ. Xin lỗi. Cô nói chuyện cái tiếng thí thương là tôi mừng rồi. Con người cô có tâm mà. Đúng rồi, cái tâm thần. À không, ý là cái tâm trí với lại thần thần kinh của tôi á, nó rất là vững vàng. Nên cái lập trường của tôi lúc nào cũng có. Nãy giờ anh phân tích ra thì tôi cũng xin đáp lại anh. Đây cái đầu tiên. Anh nói là sao? Con gà mình làm mình cho nó ăn là mình từ thiện, cho dù không phải gà của mình đó. Nhưng mà cái dòng cái thứ ăn quen nhịn không quen, ăn hoài được hoài cho hoài, cái không có chịu đi kiếm ăn chỗ khác, hiểu không? Ỷ vô tôi cứ hoành lại đây ăn hoài ăn miết. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa anh nói làm sao, mấy đứa nhỏ là nó không có cái điều kiện đi học, không có điều kiện tới trường là bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ nó không có biết lo cho nó, mà con cái là phải lệ thuộc cha mẹ, mà cha mẹ không biết lo cho con cái là lỗi của cha mẹ chứ sao lỗi của xã hội được, đúng không? Còn những người già cao tuổi, tại sao già rồi mà không được nghỉ ngơi? Tại sao già rồi mà cũng còn phải đi lao động chân tay cực khổ? Là tại vì quá trình tuổi trẻ của họ không có sự đầu tư cho tương lai, không có sự tích lũy để dành. Thành thử ra lớn tuổi vẫn phải đi bươn chải để kiếm sống, kiếm ăn, kiếm tiền. Đó là lỗi của họ trong quá khứ. Tại sao đổi thừa người khác được? Tại sao phải quy trách nhiệm cho người khác được? Còn anh nói sao? Vợ chồng mà như ngu lan chức nữ, tại vì người ta không biết sắp xếp cái cuộc sống của người ta để gần gũi nhau hơn. Có mắm ăn mắm, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá chứ. Đèo bông chứ, muốn làm cho nhiều tiền thì phải chịu xa cách thôi. Còn cái hoàn cảnh tại sao ông bà mất đi rồi mà cha mẹ của đứa nhỏ nó không biết, là bởi vì cha mẹ nó ham tiền, cha mẹ nó bất hiếu, không có quan tâm tới đời sống của cha mẹ mình, cũng như là con cái của mình, cái người đã tạo ra mình và cái người mình tạo ra nó. Hiểu chưa? Bởi vậy trong cuộc sống này ai cũng có một cái cuộc sống riêng, cũng có một cái trách nhiệm riêng, phải có trách nhiệm với cái mà mình tạo ra và chịu trách nhiệm cái mà mình chưa làm được. Vậy thôi, đừng quy trách nhiệm cho ai hết. Nếu nói như cô Tư vậy đó thì cái thế gian này đó đâu có người giàu mà đâu có người nghèo. Phải không? Phải rồi. Nhưng mà cái đây là tôi nói là hoàn cảnh. Bây giờ tôi đừng thôi, mình nói gọn vậy thôi. Vậy nè. Sao? Bây giờ đó ở xóm này ai cũng biết là cái ấp này ai cũng biết là tôi với ông trưởng ấp thường xuyên ngồi cái quán này. Là cô là bạn của tụi tôi. Đúng. Rất thân. Phải. Mà bây giờ đó tôi nói ra cái vấn đề từ thiện này. Mà trong danh sách không có tên cô thì thôi ai mà chịu làm từ thiện. Thấy không? Ủa liên quan gì đâu. Bây giờ nè ha, anh có tâm lòng. Anh hai anh có tâm lòng. Thì đi quyên góp người ta đi. Thì quyên góp đó. Thì người nào thích thì cho. Tôi không thích tôi không cho. Còn có cái vụ mà lá lành đùm lá rách đùm lá nát, rồi lá mít đùm lá quýt gì đó, tôi không quan tâm. Nha. Tôi sống như vậy, tôi là như vậy, không phải giúp ai hết, cũng không cần ai giúp tôi luôn. À, vậy đi. Còn tiền này ghi sổ chứ không có cho không nữa. Ghét rồi. Ủa cái ly này đó là có chút xíu giờ ghi sổ vậy. Cô Tư, đang nói chuyện bỏ vô vậy cô Tư. Cô nói gì thiệt hả? Tôi nghe đó là tôi khó chịu lắm á. Nhưng mà nghe xuyên gẫm suy nghĩ á thì thấy đúng có lý. Vậy tôi cũng không biết tính sao. Nhức đầu quá. Không vô làm cho tôi đi trà đá. Uống trà nóng đi. Uống trà đá khang tiếng quá à. Ai biết làm trà đá cha nội. Ông làm gì không? Ông là phó, tôi là trưởng. Mà nhờ ông cái gì cái làm 10 cái ông 10 cãi, 10 cái ông 10 cự tôi à. Phó phải giúp việc cho trưởng. Đó, phải không? Thôi được rồi, cái đó là trách nhiệm của chủ quán để em làm cho. Chán thiệt chứ. Vậy mới đúng chứ. Dạ đây, trời ơi, ngồi trong đó mà tôi nói nghe hai anh rơm rã trơn à. Trời ơi, không làm cho cái cao bự cho ông uống cho nó đã đi, lát say tôi nữa. Sợ nó tan, không có ngon. Dạ, mát chưa anh? Đủ thiệt cô Tư nha. Dạ. Có nhiều chuyện đó tôi cũng bực mình lắm. Bực mình? Trời đất quỷ thần ơi, ta nói ngồi chổng mà nghe khát nước là chịu không nổi rồi. Ra đây làm cho ly trà đá, phát hiện ra vụ bực mình vụ gì nói em nghe coi. Có nhiều người đó cũng có của ăn của để. Dạ. Nhưng mà cái ứng xử văn hóa của họ quá trời dở. Sao vậy anh? Nói nhiều cái lắm, bây giờ nói hết ra đây đó, nói còn 3 ngày còn chưa hết nữa. Bây giờ để tôi điển hình cho cô thấy nha. Dạ, dạ. Đó, đây nè. Đó có nè. Bỏ tiền ra cho con cái ăn học, lấy cái bằng đại học, rồi bây giờ đó đi xin việc làm không có.
giờ ôm cái bằng đại học nó ra chạy xe ông đa ôm. Thì chắc em nghĩ mấy cái này là trường hợp giống như là học tài thi phận. À không, cái này nó đậu mà. Nó không phải là học tài thi phận mà chẳng qua là gia đình không có may mắn. Ở như là mình không có phước đức vậy thôi. Nên cái trường hợp này em nghĩ cũng ít lắm. Thi thoảng thôi. May mắn cái gì? Tôi nói cô thí dụ như bây giờ cái ấp Dừa Nước mình nè. Dạ. Bao nhiêu năm rồi, bà con ở đây nè, thấy không? Tôi về tôi làm trưởng ấp. Đó, vận động bà con lúc nào cũng đoàn kết, đi làm lao động đồ này kia nọ. Dạ. Đó, không có tệ nạn xã hội mà làm cái đề nghị cái ấp văn hóa tới nay có đâu. Còn có số ấp á, cô biết không? Dạ. Tệ nạn xã hội cũng đầy hết trơn trong đó gì đó là lu bu cười thế này thế khác mà được phong tặng cái ấp văn hóa. À. Có nhiều cái nó trái lại gì đó làm cho mình phải bức xúc. Thì chắc nhiều khi cái đó cũng là hy hữu thôi. Lâu lâu một vài trường hợp nó sót lại. Trời ơi, tôi nói cho anh hai nghe nè. Tôi chứng kiến đàng hoàng nè. Tôi có mấy người bạn có con học lấy 3, 4, 5, 6 cái bằng cấp. Nhưng mà bây giờ về vẫn lao động chân tay. Tôi thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ nó mai một, thấy tội nghiệp nó. Thiệt. Tôi nói với anh bây giờ nó có nhiều cái cần phải nói lắm. Mà mình nói với ai bây giờ nó cũng có nhiều cái. Thấy không? Bây giờ tôi nói mình cũng vậy nữa nè. Đó, bây giờ cứ ham ủng ủng đi lên thành phố để làm. Để kiếm tiền mà, nhưng mà lên thành phố đâu phải chuyện dễ đâu, đâu phải ai muốn lên cũng được đâu. Ừ. Phải không? Vậy mà có người, tôi nói thí dụ bây giờ như cô Tư nè. Dạ. Cô mở cái quán như thế này đây. Dạ đúng đó, rồi. Cô bán tôi thấy cũng có đồng vô đồng ra. Lai rai hả? Lai rai thì cũng sống được. Nói chung cũng còn sống được. Dạ. Cái ham thấy người ta đi lên, cái tóc nó lên trên đó, đi lên trên đó thuê mặt bằng đồng kia bán. Quanh tráng à? Làm thứ coi. Rồi không ai ăn rồi bứt vốn luôn. Bứt sống rồi về đây rồi mang nợ luôn. Bởi vậy thì chắc không may mắn thôi. Thì tôi nói cô á, mỗi một người có một cái may mắn, chứ đừng có thấy người ta làm được rồi mình tưởng đâu mình làm cũng được. Không phải. Thấy không? Thành thử mình phải hết sức bình tĩnh. Thôi ở đâu ở đó, thí dụ ở dưới quê thì mình cứ lo làm ruộng làm vườn, hoặc là người nào mua bán được thì mua bán như cô đây nhỏ thôi, đủ sống qua ngày gì cũng được rồi. Thôi mà em nói thiệt, nãy giờ nói ngồi nghe coi tưởng anh buồn vụ gì. Cái buồn vụ đó thiệt, đàn bà như em nói tới nói lui nghe lọt lỗ tai đi, qua lỗ tai kia đi mất tiêu. Không ấy gì đi. Ủa? Cái chuyện mà đường ông rồi cái chuyện ở phía ngoài đó em không có biết. Thôi giờ muốn ăn gì, nhậu gì em làm vài món cho mấy anh nhắm nha. Nhưng mà nói gì thì nói. Dạ. Đây sắp tới đó. Dạ. Tôi với ông á cũng phải đoàn kết lại. Đoàn kết chứ. Để mình cùng nhau mình xây dựng cái ấp mình trở thành một cái ấp văn hóa cho nó ngon lành với người ta. Tôi nói cái tấm lòng của tôi á, đã ôm ấp từ lâu rồi. Tôi với anh cùng hợp tác làm sao cho cái ấp này nó trở thành ấp văn hóa đó. Anh có chết đi nữa tôi cũng vui lòng. Đúng. Anh nói gì tôi, anh nói câu này tôi hài lòng. Thì vậy cha. Vậy. Sao chủ tôi chết? Thì anh chết tôi mới làm trưởng ấp được chứ. Chị biết rồi, chị hiểu. Rồi thôi bây giờ bé nói đi. Rồi. Nè, bây giờ mình bớt bi quan. Anh uống nước gì? Bớt bi quan lại. Bây giờ cái chuyện xui rủi á, không có ai mà muốn hết. Thôi bây đừng có khóc nữa. Trời, bây khóc một hồi tôi khóc theo bây giờ. Rồi, chị sẽ cố gắng hết sức để chị cứu gia đình em. Nhưng mà bây giờ chị nói thiệt nha, bay cũng biết hoàn cảnh chị rồi đó. Đó, bữa nào làm được thì bữa đó ăn, có bữa không làm được thì mượn vòng vòng đây chứ cũng đâu có dư giả gì. Rồi thôi để chị đi quyên góp, mỗi người ít coi được nhiêu hay nhiêu nha cưng. Ừ, không có bậy bạ nha, không có suy nghĩ bậy bạ, không có nghĩ quẩn nha. Rồi. Chuyện gì vậy Tư? Dạ, chuyện gia đình à. Nó hơi tế nhị một tí. Đâu nói coi gia đình sao. Thì thôi giờ thiệt em giờ em cũng không có ai để em tâm sự. Bây giờ em rối như cái mớ bồng bông ở đây nè. Cái mấy đứa em họ của em á, là nó ở trên miệt Đồng Nai làm ăn, mà nó mướn đất chứ không phải đất nhà nó đâu. Mướn để trồng trọt mấy cây hoa màu mà đụng cái bị mưa đá nè, rồi thêm cái phần thiếu tiền phân bón này nọ, giờ hoa màu hư hết rồi, coi như là bể nợ luôn rồi. Mà giờ anh biết là hoàn cảnh em nè, đó, mẹ quá con coi, bán buôn được ngày nào hay ngày đó chứ đâu phải dư giả gì đâu anh. Ôi, cái chuyện đời nói không được đó. Tại tụi đó lười, rồi nó ngu nữa, nó không lo làm thôi. Chứ còn nói thiệt á,
Tư cứ nhìn lên đi. Dạ. Thì không sao hết trơn á, mà nhìn xuống á thấy còn nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn nữa. Nhưng mà đừng nói ai xa Tư nè. Em hả? Đó, Tư là bi đát, đang bi đát đó. Thấy không? Rồi giúp đi giúp làm sao? Mà tụi nó phải lớn rồi thôi, có tay có chân phải làm, lo làm chứ. Anh ba, anh nói về tội nghiệp mấy đứa em của em. Nó cũng chăm chỉ làm ăn, chứ đâu phải là nó là bài bạc hay rượu chè bê tha đâu. Mà tại vì nó xui rủi, nó gặp cái trận mưa đá này, đâm ra vốn liếng nó mất hết. Mà đâu phải vốn của nó không, nó còn chưa trả tiền ba cái phân bón hạt giống đồ này nọ. Bây giờ bể nợ ra không biết tiền đâu mà xoay sở. Mà em thì cũng không có dư giả gì. Thiệt tình khổ tâm ghê luôn vậy đó. À, nói vậy là tụi nó không có ngu. Dạ không có ngu nha. Nó không có lười biếng nữa. Không có lười xiên. Mà tại hoàn cảnh thôi. Dạ đúng rồi, đưa đẩy. Để hoàn cảnh nó đưa đẩy xui rủi á. Dạ. Là nó bị cái này cái kia, nó mới bị vỡ nợ. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà Tư á, nó lớn rồi. Nó phải lo có tay có chân, nó ráng nó lo chứ. Còn bắt Tư hoài sao chịu nổi. Anh ơi, cái này là mình giống như là mình là chị em trong nhà. Ngay cả không phải chị em, mình nhìn cái hoàn cảnh người ta khổ. Ừ. Người ta lâm vô cái tình cảnh khốn cùng như vậy, mình cũng phải chút ít là mình giúp nó. Bây giờ em nói thiệt luôn, em cũng không phải lá lành. Em là cái lá rách đó. Nhưng mà em phải đùm bọc mấy đứa em của em là cái lá nát. Chứ không lẽ để tụi nó sụi luôn sao anh? Thì giờ em biết sao. Tôi nói cho Tư nghe nè. Dạ. Hồi nãy giờ tôi nói là để đặt hoàn cảnh cho Tư biết. Tại hôm đó là tôi đặt cái đề từ thiện đó. Thì Tư nói này, nói nọ, nói kia. Thì tôi nói thử vậy cho coi Tư nghĩ sao. Nhưng mà tự nhiên đem chuyện bữa ra cay đắng người ta làm chi. Thiệt em, thì bây giờ gia đình em lâm vô cái hoàn cảnh này thì em mới thấu hiểu được cái nỗi khổ của những người khác. Chứ cái lúc mà chưa có lâm vô hoàn cảnh này em hơi có quá lời, em suy nghĩ không có tới. Tại vì tôi thấy là như mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Bây giờ cái tuổi nó là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học. Dạ. Nhưng mà tại sao á, nó còn phải đi lo đi làm vất vả để mà nó kiếm tiền, nó học thêm. Còn khổ lắm, như là mấy ông già nè, 70-80 tuổi, có người 90 tuổi nữa. Dạ. Họ đi bóc bọc ni lông. Chà. Rồi họ đi bán vé số, họ làm đủ thứ hết á. Cái đó đó là không phải họ lười đâu, mà không phải họ ngu đâu. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy họ như thế đó. Dạ. Mình thấy mình phải thương người ta mới đúng. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì nãy giờ thứ nhất là anh ba nói, thứ hai là hoàn cảnh gia đình vậy, thì em mới thấy là đâu phải là con người ta muốn vô cái hoàn cảnh khốn cùng. Ừ. Mà đâu có ai muốn mình vô cái tình cảnh gọi là bị thiếu trước hụt sau đó. Phải là mất cái cơ hội làm ăn đúng không? Ừ. Nhưng mà tại vì một cái lý do khách quan đó, nó ập tới mình không có đỡ tay kịp. Thôi em biết rồi, đừng có cay đắng em nữa mà. Tư hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Nói cho Tư nghe, hồi nãy giờ đó là tôi nói đó. Dạ. Mà Tư hiểu rồi. Dạ. Phải không? Dạ em hiểu chứ. Vậy tốt quá rồi chứ còn gì nữa. Hiểu vậy mới tốt đó. Từ nay đó mình phải giúp đỡ cho những người mà khó khăn hơn như vậy đó. Đừng có như hỏi mà nói chuyện như hỏi mới nghe chưa. Dạ. Ừ, cái bữa mà vụ từ thiện đó. Dạ. Vậy làm hiểu được là mới tốt. Dạ. Hiểu cái đó, dạ hiểu. Ừ. Nhưng mà cái khúc này không hiểu. Khúc gì? Cái khúc nắm tay nè, nắm chặt quá. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng tôi nắm tay tôi không. Yeah. Bữa nay sao vô ít quá vậy ta? Mình chưa ca. Ồ. Đó cũng được 5-6 người kìa. Để tôi kêu gọi ha. À bà con ơi, vô đi bà con ơi. À, vô gặp gỡ ông trưởng ấp tôi hát nè. Ông hát hay lắm, hát hay lắm. Dạ dạ, vô đi. Vô. Đó, lên không? Lên giữ không giữ chưa? Người ta vô nhưng mà anh thì xích ra. Thử giữ vậy. Giữ chiều cái đầu hôi quá. Phải cho người ta thấy mặt tôi chứ. Thấy mặt thì thấy nhưng mà nó lấy ra liền chứ đây tôi chịu không có nổi. Nha, thông cảm. Mệt quá luôn có thiệt á. Mới mốt đi live stream với tôi làm ơn về tắm cho nó rửa sạch sẽ rồi hả? Đi sao? Tắm rồi mà tại nóng quá. Nó vậy thôi chứ. Đó, nghe. Hát đi, hát đi, cho tao vô gần chấm được kìa. Rồi. Hát đi. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hết mấy cội mai già và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyện tất cả
dành cho em tình yêu rất là, dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu thấm giọt lệ đầy. Vô đi bà con ơi, vô đi, vô cả đông là tốt. Trời ơi, vô mấy trăm người được kìa. Hát tiếp đi. Từ từ, ông làm quá tôi quên bài ca sao? Lựa bài nào, đọc kìa. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng ra thư. Ngày em thấy áo qua pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đứng nhìn em bước theo chồng. Nữa đi cho hay quá luôn ha. Vô dữ rồi. Vô 20 năm cuộc. Ủa? Đang trực tiếp hả? Ủa mà sao tắt rồi anh ba? Thôi nãy giờ làm, nãy giờ nóng máy. Tụi tôi cũng mới ghé đây thôi, tính là chim chút rằng mời bà con ủng hộ ít tiền từ thiện để giúp đỡ bà con trong ấp mình còn số hộ còn nghèo á cô Tư. Ủa vậy hả? Bà uống, bà bây giờ mở máy lên đi, uống cái gì nói em làm cho vừa, mình vừa trực tiếp cái mình vừa uống nước cho nó khỏe. Dạ thôi. Tôi làm nhiêu đó đủ rồi. Nếu cô không bằng lòng thì tôi đem qua ủy ban làm. Không, anh cứ ngồi đây cho nó mát. Ở bên bển đông người lắm, bên đây á, yên tĩnh. Mình làm vậy á, bà con mới tập trung với lại cảnh đồng ruộng đồ nọ. Bà con thấy bà con thương ha. Cái gì kỳ vậy? Nó sao đổi ý kỳ? Không hiểu. Ủa, anh hai với anh ba, cái quỷ lá lành đùm lá rách tới đâu rồi? Thì cũng được chút đỉnh cô ơi, cũng được cỡ 27-28 triệu rồi đó. Cũng giúp đỡ được mấy hộ nghèo ở trong ấp mình. Ủa vậy ha? Nhưng mà cái này nó về lâu về dài chắc mình cũng phải kêu gọi bà con ủng hộ thêm. Hôm rày á, ta nói bận lu bu công chuyện, không có nói với mấy anh được. Không ấy, cho em hùng ít đi. Em góp vô một chút cái công cái sức của em mà. Thôi mà, cô Tư đừng có móc mỏ tụi tôi nghiệp. Thôi cũng làm mà, giúp giùm bà con chứ cũng đâu có lợi lộc gì đâu. Làm cái chung thôi chứ đâu có riêng tư gì của ai đâu cô Tư. Cô Tư đừng nói vậy tội nghiệp hai tôi. Thôi mà hai anh nói vậy thì tội nghiệp em. Cái này là tấm lòng của em thiệt sự. Em muốn là đóng góp một chút xíu công sức của mình vô để phụ hai anh giúp đỡ bà con mình. Hôm rày được nhiêu tiền rồi nói rõ ràng em nghe coi được nhiêu. Thì tôi nói cô nãy là đó cũng được 27-28 triệu gì đó. 28 triệu. Ừ. Mà sớm mình thì quá trời, ấp bên mình quá trời người luôn. Không may bây giờ mình làm tròn lên 35 triệu đi. Thiếu nhiêu em bù cho. Trời đất ơi. Có bỏ vô 7 triệu nữa là 35 triệu. Đúng rồi. Tiền đâu bà có nhiều như vậy? Thì tiền má con em buôn bán quán nè, cắt kia cắt cụm, định đổi cái sợi dây chuyền đeo cho có với người ta, nhưng mà giờ vàng nó lên mà mình đeo thì nguy hiểm. Với lại nhiều người ta khổ quá, góp chút xíu công sức cho mọi người cùng vui. Ba ghi vô sổ liền. Dạ. Rồi về làm cho tôi cái đề nghị bị giấy khen rồi tôi ký khen cho cô Tư. Thôi, không cần khen thưởng gì hết trơn á. Cái này á là cái tấm lòng của em. Mình là phải tương thân tương ái với nhau. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Bây giờ mà em thấy ai mà vui là em vui, ai mà cười là em cười. Tôi cũng cười nè. Tôi cũng vui nè.